Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Giáo dục siết cổ, một kiểu giáo dục phi nhân bản nhưng lại muốn sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu. Giáo dục là một nền tảng xã hội cho tương lai, cho nên giáo dục rất cần sự tự do, cần tính độc lập của nó. Một cái cây mà muốn biến thành công cụ của con người thì phải đốn hạ và đọt ghẽo, gọt đẽo sau khi sử dụng hết vòng đời thì cái công cụ ấy cũng xác sơ, không còn hữu hiệu. Một nền giáo dục bị lạc lối. Từ năm 1946, ông Hồ Chí Minh đã gửi gắm tham vọng sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu vào trong lá thư gửi học sinh như ngày khai trường. Ngày đó, ông Hồ Chí Minh suy nghĩ về giáo dục có một ý đúng và một ý sai. Ý đúng là nền giáo dục là nền tảng đưa đất nước tiến lên. Ý sai là ông đã biến giáo dục thành công cụ cho đảng. Ông và đảng của ông đã cố nhào nặn ra những thế hệ phục tùng, biết vâng lời, thì tất nhiên phải triệt tiêu sáng tạo của họ. Hiện nay, tại các nước văn minh, người ta miễn học phí giáo dục. Người dân đã không phải bỏ tiền ra mua con chữ, mà con chữ họ nhận được là con chữ có chất lượng. Bởi ở đấy, người áp dụng nền giáo dục khai phóng, nhân bản. Đó là nguồn gốc tạo nên một xã hội tử tế. Còn chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thì ngược lại, họ không những không miễn phí giáo dục, mà còn có xu hướng để cho các trường tự túc tài chính. Từ đó các trường tự đặt ra mức học phí cao chót vót, vượt quá tầm với của những người bình dân tại Việt Nam. Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản đã bán cho dân con chữ với giá quá cao, mà chất lượng thì lại vô cùng thấp. Người dân không thể móc tiền túi ra mua, bởi nếu không mua thì con em họ không có được bằng cấp cần thiết cho cuộc sống về sau, nên bằng mọi cách họ phải mua lấy nó. Một nhà nước có nhân văn hay không là nhà nước biết dành cho dân những giá trị cốt nhọ lõi, chứ không phải ép dân thực hiện những gì mà mình muốn. Với nhà nước Việt Nam là một nhà nước giả dối với nhân dân, nên nền giáo dục cũng như thế, chỉ dạy những giá trị của đảng, những thứ mà thế giới văn minh đã vứt bỏ đi hơn 30 năm trước. Giáo dục đã lạc lối thì không biết sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu như thế nào đây. Vào ngày 15 tháng 8, ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã gặp gỡ các nhà giáo. Gần 6.300 ý kiến của các nhà giáo đã được gửi đến trước sự kiện này. Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của giáo viên. Tuy nhiên, trước sự kiện diễn ra, Bộ Giáo dục Đào tạo đã nhấn mạnh đây chỉ là cuộc chia sẻ động viên, chứ không đối thoại và trả lời các câu hỏi kiến nghị. Nghĩa là ông Sơn tránh né những câu hỏi, cũng biết chắc rằng chắc chắn ông sẽ khó trả lời thông suốt cho được. Bởi Bộ Giáo dục hiện nay đang gặp rất nhiều vấn đề. Trong nền giáo dục Việt Nam hiện nay, thói giả dối đã lan tràn ra khắp nơi. Học giả, kiến thức giả, bằng cấp giả, vân vân, đủ cả. Có nhiều trường đứng ra làm dịch vụ chạy bằng cho các quan chức, ông thì có bằng đại học trước khi có bằng phổ thông. Vụ trường đại học Đông Đô đã bị khui ra, tuy nhiên chính quyền có khui cũng khui có giới hạn. Bởi nếu khui toạc hết thì lòi ra vô số quan chức đang cưỡi lên đầu dân bằng những tấm bằng giả. Nguy hiểm thay cho một nền giáo dục khi sẵn sàng khoác bên ngoài mặt nạ trí thức cho những quan chức rốt nát. Vậy thì đất nước này không nát mới lạ. Ông Nguyễn Kim Sơn né tránh chất vấn về những vấn đề trong nền giáo dục hiện nay. Chuyện ngân sách dành cho công an quá lớn so với ngân sách dành cho giáo dục đã được đề cập đến trong những bản tin trước đây. Tuy nhiên, đấy chỉ là một khía cạnh và một vấn đề để cho thấy nền giáo dục Việt Nam không siết cổ giáo viên, không siết cổ phụ huynh là không được. Bởi không siết, tiền đâu mà họ tồn tại. Giáo dục móc túi dân, siết cổ giáo viên, nhưng đảng lại cung cấp cho dân một nền giáo dục tệ hại, một nền giáo dục lạc hướng, không triết lý, phi nhân bản, một nền giáo dục công cụ. Người dân Việt Nam đúng là khổ trăm bề, đã tốn tiền mà chỉ mua được một nền giáo dục dởm. Điều đau nhất là nền giáo dục này đã hợp thức hóa những tên quan rốt thành những kẻ có bằng cấp cao, để cưỡi lên đầu, lên cổ nhân dân tiếp tục. Vậy thì không biết Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu như thế nào cho được đây? Thật là mỉa mai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Giáo dục siết cổ, một kiểu giáo dục phi nhân bản nhưng lại muốn sánh vai cường quốc Nam Châu.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bị dìm cổ trong đói nghèo, ai trốn thoát khỏi nanh vuốt của Đảng thì sẽ đổi đời. Vào ngày 13 tháng 8, tờ báo Tiền Phong có phóng sự ảnh về chủ đề biệt thự mọc như nấm ở làng xuất khẩu lao động giàu nhất Hà Tĩnh. Được biết Cương Gián, Xuân Liên, Cổ Đạm thuộc huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh vốn là những làng ngặt trài rất nghèo bên bờ biển, nhưng gần đây các xã này được mệnh danh là tỷ phú, giờ người dân đi lao động ở nước ngoài. Những năm 1990, thanh niên các xã này bắt đầu đi lao động xuất khẩu tại Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia vân vân. Thấy những người đi nước ngoài ăn nên làm ra, nhiều người đã đi theo, những người ra đi gửi tiền về cho người thân xây nhà, xây cửa, sắm ô tô. Cứ thế, các xã ven biển trước đây được mệnh danh là làng tỷ phú nhờ có đông đảo người đi lao động tại nước ngoài. Thoát khỏi cộng sản thì mới có thể đổi đời. Toàn xã Cương Gián có hơn 15.000 dân, nhưng chỉ có khoảng 12.000 người sống tại địa phương. Cả xã có khoảng 3.000 người sinh sống, lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, vân vân. Ngoài số lao động xuất khẩu, còn một số khác đi theo đường du học, đi theo diện visa lao động hoặc được người thân đưa sang. Trong số đó có không ít người đã định cư nơi đất khách quê người. Đây là tin vui cho bà con đi lao động ở nước ngoài. Nếu không có những quốc gia như tư bản bóc lột như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, thì làm sao bà con các xã nghèo Hà Tĩnh lại có thể đổi đời cho được? Đây là minh chứng sống cho thấy rằng người dân Việt Nam muốn đổi đời là phải thoát khỏi nanh vuốt của Đảng Cộng sản. Nếu chỉ sống tại Việt Nam, dù học hết cơm hết gạo để lấy được tấm bằng đại học, thì cuối cùng lương cũng chỉ ba cọc ba đồng. Dưới bàn tay nhào nặn của Cộng sản thì mọi thứ trong xã hội này đều bị đảo lộn hoàn toàn. Ở Việt Nam có một kịch lý rất buồn cười, đó là cô giúp việc được nuôi cơm, được ăn ở miễn phí và được nhận tiền công 10 triệu mỗi tháng. Tuy nhiên, lương công chức thì chỉ ở mức 7 triệu mỗi tháng, công nhân thì có 5 triệu đồng mỗi tháng. Phong trào tháo chạy ra khỏi nơi Cộng sản cai trị để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Lương công chức như thế thì chắc chắn công chức cũng phải tìm mọi cách để mà rút tỉa tiền một cách bất minh, hoặc bằng cách này hoặc bằng cách khác để mà tồn tại. Công nhân thì phải tăng ca, phải bán sức lao động với giá rẻ bèo để có thêm thu nhập. Và đó là nguyên nhân dẫn đến những tiêu cực trong xã hội hiện nay. Vì chính quyền tạo ra những thứ bất công như thế, khiến cả xã hội cứ phải đi tìm cách gặm nhấm đủ nguồn và gặm nhấm lẫn nhau. Công chức thì phải gian dối để nhận tiền lót tay, quan chức thì dùng mọi khả năng có thể để mà gặm nhấm công quỹ hoặc hút máu trực tiếp từ người dân Việt Nam. Người công nhân tăng ca vẫn không đủ sống, thì có khi họ lại chuyển hướng sang phạm pháp, có thể là lừa đảo, trộm cướp, vân vân. Từ đó toàn xã hội này đâu đâu cũng thấy gặm, đâu đâu cũng thấy gian, đâu đâu cũng thấy chiếm đoạt của nhau. Với xã hội như vậy thì của cải khó mà tự sinh ra được, nó chủ yếu chuyển từ tuyến người này sang túi của người khác, và kết quả là cả xã hội cùng nghèo. Người chân chính sống trong môi trường như thế chẳng khác nào sống trong phòng hơi ngạt, rất ngột ngạt và khó sống. Vấn đề của Việt Nam là Đảng Cộng sản, nếu 100 triệu người dân không giải quyết đảng này thì nó sẽ dìm mãi trong bóng tối của nghèo nàn và lạc hậu người dân tại Việt Nam. Không những thế, cuộc sống của họ còn mất tự do, không thể biểu đạt được chính kiến, thấy bất công không được nói, nếu nói sẽ bị bỏ tù hoặc trả thù. Đất giữ thì chim sẽ bay đi. Người dân Việt Nam đã phải nghe quá nhiều thứ đạo lý từ cái miệng của Đảng, nghe đến rát tai, nhưng cuộc sống nghèo thì vẫn hoàn nghèo. Chỉ các quan chức tham nhũng là giàu to. Từ người công chức đến công nhân đều phải còng lưng ra làm việc để cho Đảng hưởng. Toàn dân chỉ biết cúi đầu làm việc mà không được có ý kiến, để quan chức mua nhà, mua xe, cho con cái đi du học nước ngoài hàng trăm ngàn đô la mỗi năm. Thật là chua xót cho thân phận của người Việt. Dù nỗ lực cỡ nào, dù học đến nơi đến chốn thì cuối cùng cũng thua cu li ở nước ngoài. Người Việt Nam nếu không vùng vẫy thoát khỏi cộng sản thì rất khó có thể thoát khỏi sự khốn cùng.
còn cộng sản, đất nước còn cùng đinh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin bị dìm cổ trong đói nghèo, ai trốn thoát khỏi nanh vuốt của Đảng thì sẽ đổi đời. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.